theo dõi chương trình tương tác trực tiếp tối ngày hôm nay với chủ đề Hành trình sinh theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Kính thưa quý vị, đối với phụ nữ mang thai và làm mẹ là một hành trình thiêng liêng, đó cũng là một chặng đường đầy ắp tình yêu thương. Và mỗi người phụ nữ thường chỉ sanh nở 1 đến 2 lần, do đó mà việc chúng ta lựa chọn một cơ sở y tế uy tín, chất lượng để an tâm đồng hành trong suốt hành trình này là vấn đề được rất nhiều gia đình quan tâm. Vậy thì hành trình sinh theo tiêu chuẩn Nhật sẽ mang đến những trải nghiệm như thế nào mà nhiều gia đình đã lựa chọn để đồng hành cùng mẹ bầu, vừa cạn mẹ tròn con vuông? Và tất cả những vấn đề đó sẽ được quý bác sĩ giải đáp trong chương trình tối ngày hôm nay. Và vì đây là một chủ đề thiết thực cho quý mẹ bầu, do đó ban tổ chức mong rằng quý khán giả chúng ta hãy chia sẻ và lan tỏa đường link này đến nhiều người thân và bạn bè cùng tham gia. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, Nguyên xin trân trọng giới thiệu hai diễn giả chính: bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Chí Công, trưởng khoa cấp cứu sản phòng sanh Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin chào các bạn. Và diễn giả thứ hai là bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Lá, phó khoa sản phụ khoa Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc. Xin chào các bạn, xin chào chị Bình Nguyên. Và thay mặt cho những người làm chương trình, Bình Nguyên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác Công, bác Lá vì đã dành thời gian tham gia chương trình cùng chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây thì Bình Nguyên xin phép thông qua hai nội dung chính sẽ được chia sẻ trong chương trình. Phần 1 là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hành trình sinh theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Phương Châu Sa Đéc, và phần 2 là giải đáp các thắc mắc cho quý gia đình. Và ngay sau đây, không để quý gia đình chờ đợi lâu hơn nữa, Nguyên xin kính mời bác sĩ Chí Công sẽ trình bày về hành trình sinh theo tiêu chuẩn Nhật tại Phương Châu Sa Đéc. Xin kính mời bác. Xin chào các bạn. Thì như chúng ta đã biết á, thì cuối mỗi thời kỳ sẽ là cái chuyện mà một cái cuộc chuyển dạ sẽ xảy ra, và chúng ta sẽ đón một thiên thần của mình. Nghe thì có vẻ nó đơn giản, nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà thật ra sẽ có rất nhiều những cái băn khoăn lo lắng của các bạn. Làm sao mình chọn ở nơi nào mình sanh, thai kỳ mình thì sanh sao là an toàn, như thế nào là phù hợp với thai kỳ của mình. Thì các bạn sẽ rất là băn khoăn, và đặc biệt là những cái bạn mà lần đầu làm cha làm mẹ đó. Và các bạn cũng thắc mắc là không biết sanh ở Phương Châu làm sao, nghe nói Phương Châu sanh theo tiêu chuẩn Nhật Bản đó, là như thế nào, sanh Phương Châu giảm đau tốt lắm, không biết nó ra làm sao. Thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng giải đáp tất cả những thắc mắc đó cho các bạn. Thì khi bạn khám thai ở Phương Châu, các bạn sẽ được tư vấn rất kỹ về cái chuyện là ở nhà chúng ta sẽ theo dõi thai kỳ mình như thế nào, những cái dấu hiệu nào là các bạn cần đến bệnh viện ngay lập tức. Cái chuyện này rất quan trọng đối với chuyện mà chúng ta theo dõi thai kỳ ở nhà. Và cái thai kỳ của bạn mình sẽ chấm dứt như thế nào để nó phù hợp với thai kỳ của mình, con mình nó an toàn, vợ mình nó an toàn. Đó là những cái băn khoăn rất lớn của bạn. Và cái chuyện này ở Phương Châu các bạn được trao đổi với bác sĩ một cách rất là kỹ càng về chuyện này, để sao nó phù hợp với thai kỳ của mình. Thì tại sao tôi nói phù hợp? Ví dụ như giờ là cái con mình nó có những cái, thí dụ nó có những cái dị tật cần phải can thiệp ngoại khoa đi, thì các bạn phải chọn lựa chỗ nào đó là sanh ra nó phải có can thiệp được. Hoặc là giờ con mình nó vỡ ối, nó non tháng, ở chỗ đó nuôi được non tháng tới đâu, nó phải phù hợp với thai kỳ của mình. Thì cái việc sanh thường hay là sanh mổ các bạn cũng sẽ băn khoăn rất là nhiều. Thì mỗi cái đều được có những cái lợi cũng như là bất lợi của nó, của riêng nó, cái nào cũng có ưu điểm của riêng nó các bạn. Thì khi chúng ta sanh thường thì dưới cái tác dụng của cơn gò thì cổ cũng sẽ mở và em bé sẽ đi vào cái ống đẻ để nó ra ngoài. Thì mọi chuyện nó thuận lợi, nó dễ dàng, thì chuyện đó nó cũng rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên không phải cuộc sanh nào nó cũng nhẹ nhàng như vậy, nó cũng có những cái khó khăn của riêng nó. Đó. Thì khi mình sanh thường thì cái lợi điểm là gì? Nó sinh lý. Đó. Em bé đi qua ống đẻ và cái ngực nó được bóp lại tốt hơn, dịch trong phổi nó ra ngoài tốt hơn, hô hấp của con tốt hơn, tiếp xúc hệ vi khuẩn da của âm đạo mẹ, nó kích hoạt cái hệ miễn dịch của con hoạt động rất là sớm. Và cái tương lai ngoại khoa, sản khoa của các bạn cũng khác hơn là các bạn đi mổ. Và cái sanh thường thì sao? Các bạn phục hồi nhanh hơn, các bạn cũng được ra viện sớm hơn. Ví dụ ở Phương Châu là sanh thường các bạn phải nằm viện 4 ngày, còn sanh mổ là nằm viện 5 ngày. Đó. Thì cái chi phí nó cũng sẽ giảm đi, phục hồi cũng sớm hơn. Còn sanh mổ làm sao? Thì sanh mổ thì dễ lắm các bạn, sanh mổ thì nó đơn giản đối với cái chuyện chấm dứt thai kỳ. Thì mình mổ, đưa bụng vô thì bác sĩ thực hiện mổ 30 phút là xong việc thôi. Tuy nhiên là gì? Các bạn sẽ chịu một cuộc mổ, các bạn sẽ có những nguy cơ của một cái cuộc mổ, của gây tê, của gây mê, ví dụ như vậy. Đó, và tương lai ngoại khoa, sản khoa của các bạn cũng sẽ khác đi. Tại sao tôi nói như vậy? Nghĩa là khi mà các bạn mở cái ổ bụng người ta ra, nó tăng nguy cơ dính ruột, nguy cơ bàng quang bị kéo lên cao, thí dụ vậy. Rồi là cái kỹ thuật này nó làm cho lần sau các bạn mổ nguy cơ tổn thương bàng quang. Lần sau các bạn có thai mà thai bám sẹo một củ được xem là thai ngoài, phải chấm dứt thai kỳ. Tương lai sản khoa mình nó khác đi. Tuy nhiên là gì? Nói vậy nghe sợ quá, vậy chắc không dám mổ quá đẻ. Thì tùy thuộc vào cái thai kỳ thì bác sĩ sẽ đưa cho bạn cái chọn lựa là tốt nhất cho cái thai kỳ của mình. Thí dụ như là thai quá trời lớn rồi, nó sanh không được thì cũng phải mổ chứ. Và là cái thai kỳ của bạn cái nó có vấn đề thì này cần phải mổ mới được, thì cũng phải mổ. Tức là khi có chỉ định thì chúng ta sẽ làm. Đó. Rồi. Thì cái hành trình sanh theo tiêu chuẩn Nhật ở Phương Châu là như thế nào? Thì khi các bạn vô chuyển dạ thì các bạn vô cấp cứu sản sẽ nhận bệnh. Ở đây bác sĩ sẽ khám cho các bạn vô chuyển dạ hay chưa. Đó. Bác sĩ sẽ coi lại toàn bộ cái hồ sơ khám thai của bạn để cho mình định hình được cái thai kỳ của mình. Đó. Người ta có một cái nhìn tổng quan hơn về cái thai kỳ và cái tình hình hiện tại của mình. Để từ đó bác sĩ sẽ đưa ra một cái hướng là chẩn đoán cho mình cụ thể bây giờ là cái giai đoạn nào và cái hướng mình theo dõi kế tiếp là như thế nào. Đó. Sau đó các bạn có chỉ định nhập viện rồi là cái hành trình sanh theo tiêu chuẩn Nhật sẽ bắt đầu từ đây. Các bạn sẽ được làm xét nghiệm, làm cận lâm sàng, được đọc monitor. Và sau khi có cận lâm sàng rồi thì bác sĩ sẽ sao? Sẽ có một chẩn đoán cụ thể hơn nữa, một cái nhìn cụ thể hơn nữa về cái thai kỳ này. Và từ đó đưa ra cho các bạn cái chẩn đoán cụ thể hơn và cái hướng theo dõi cụ thể hơn, và sẽ được giải thích một lần nữa ở đây. Sau khi mà mình được cái chẩn đoán là chuyển dạ rồi thì sẽ được chuyển lên phòng chờ sanh của bệnh viện. Thì ở tại đây các bạn sẽ gặp các bạn nữ hộ sinh cũng như là bác sĩ ở đó, và các bạn sẽ được tư vấn chăm sóc cho bầu ở trong giai đoạn chuyển dạ là chăm sóc như thế nào là hợp lý. Đó, và ở đây nó sẽ có rất nhiều những cái quy trình cũng như là những cái quy trình kỹ thuật nó giúp cho thai phụ là thư giãn, giảm đau. Thí dụ như là massage nè, và người nhà sẽ được đồng hành nha các bạn. Thì người nhà được đồng hành và được các cái nữ sinh đó, hướng dẫn massage cho thai phụ như thế nào cho nó tốt. Đó, các bạn được ngồi bóng để thư giãn tần sinh môn. Đó, các bạn được ngâm chân, bấm huyệt tam âm giao. Đó, những cái kỹ thuật này thì rằng nó rất là quan trọng trong chuyện là giúp các bạn thư giãn và các bạn giảm đau tốt. Thì như vậy các bạn sẽ trải qua một cái cuộc sanh nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rồi khi các bạn nằm ở phòng chờ sanh, chúng tôi luôn theo dõi cái tim thai bằng cái monitor hiện đại đó, tức là nghe tim thai liên tục đó, và đánh giá cái monitor này theo đúng cái tiêu chuẩn của Nhật Bản, theo cái 5 mức độ, nó rất là cụ thể, rất là chi tiết, để từ đó mình sẽ phát hiện sớm, rất sớm những cái chuyện mà tim thai nó có bất thường, và từ đó mình sẽ đưa ra những hồi sức tim thai nhi ngay trong thai kỳ, trong bụng mẹ luôn. Đó. Thì như vậy nó sẽ phát hiện sớm những cái trường hợp có suy thai, và chúng ta sẽ đưa ra những cái giải quyết sớm hơn, tốt hơn cho thai nhi của mình. Rồi thì đặc biệt nữa là ở Phương Châu ấy, chuyện là các bạn lúc nào cũng có người nhà đồng hành hết nha các bạn. Lúc nào cũng có ông chồng hoặc là mẹ gì đó, tùy theo các bạn chọn lựa người đồng hành với mình, và luôn luôn có người nhà bên cạnh mình trong toàn bộ cái cuộc sanh cũng như là cuộc mổ. Rồi giảm đau sản khoa ở đây cũng sẽ là thực hiện thường quy với tất cả các bạn mà thai phụ có nhu cầu về giảm đau. Đó. Rồi khi chúng tôi cho các bạn theo dõi và tới giai đoạn rạng sanh thì chúng tôi cũng học được rất nhiều từ các đối tác của Nhật Bản, tập đoàn y tế Kishukai đó. Thì cái cách các bạn sẽ thấy Phương Châu cho rạng, và cái cách hướng dẫn các bạn thở như thế nào cho đúng, thở như thế nào cho bạn khỏe, và con cũng vậy. Khi mẹ khỏe, con khỏe thì cái cuộc chuyển dạ nó diễn ra rất là ok, và cuối cùng là gì? Giảm cái nguy cơ chuyện phải hồi sức sơ sinh của em bé. Thì chuyện này rất là tốt. Còn Phương Châu cũng thêm một cái nữa là áp dụng iRAS vào trong tất cả các cuộc mổ lấy thai. Thì mục tiêu là gì? Mục tiêu iRAS là làm giảm cái thiểu cái căng thẳng trong cái cuộc mổ, cũng như trước mổ cũng như là trong cuộc mổ, và sau đó chăm sóc hậu phẫu. Thì các bạn phục hồi rất là nhanh, và các bạn sao giảm đau rất là hiệu quả các bạn, và nó giảm rõ ràng cái lượng thuốc giảm đau mà cần phải xài cho thai phụ so với trước đây. Từ đó cho thai phụ phục hồi nhanh hơn. Thì các bạn sẽ hỏi iRAS là cái gì? Thì iRAS nó là một cái hệ thống các bạn, những cái quy trình chuẩn theo GCI, và những cái quy trình chuẩn này nó áp dụng từ lúc mà các bạn được chẩn đoán mổ. Thì cái này chuẩn bị trước mổ các bạn sẽ được tư vấn rất kỹ về cái quá trình cuộc mổ sẽ diễn ra như thế nào, các bạn hiểu rõ về nó thì các bạn sao an tâm trong cái chuyện mình mổ. Rồi những quy trình chuẩn được áp dụng trong lúc mổ để làm giảm thiểu những cái chuyện mà rủi ro. Đó. Rồi giảm đau cho các bạn rất là tốt. Đó. từ đó giảm cái lượng thuốc giảm đau phải xài cho mình và tăng cường cái phục hồi của thai phụ sau sanh. Đó là cái mục tiêu của iRAS. Thì sơ bộ là những cái một số hình ảnh về cái sanh thường hay sanh mổ ở bệnh viện các bạn sẽ thấy. Thì sau đây thì chúng tôi sẽ lắng nghe những cái mà các bạn còn thắc mắc về cái chuyện mà sanh theo tiêu chuẩn Nhật ở Phương Châu là như thế nào, thì các bạn có thể đặt cái câu hỏi cho chúng tôi. Đó. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn những nội dung chia sẻ của bác Chí Công về hành trình sinh theo tiêu chuẩn Nhật tại Phương Châu Sa Đéc. Và như bác Công đã nói, quý gia đình của chúng ta còn có những thắc mắc nào, chúng ta hãy đặt câu hỏi vào phần bình luận. Phía ban tổ chức sẽ chuyển câu hỏi này đến quý bác sĩ giải đáp cho chúng ta. Dạ, thưa bác Công, thì hiện tại qua phần chia sẻ về hành trình sanh theo tiêu chuẩn Nhật, đây cũng là nội dung mà được rất là nhiều mẹ bầu quan tâm. Hiện tại thì ban tổ chức cũng đã nhận được một vài câu hỏi. Thì sau đây Nguyên xin phép là đặt câu hỏi đầu tiên dành cho bác Chí Công ạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên là của chị Nguyên Nguyễn. Chị có nội dung câu hỏi như sau. Dạ, em chào bác sĩ. Em đang mang thai tuần thứ 33. Mà lần trước khám thai thì bác sĩ nói là em có nguy cơ tiền sản giật. Em thấy lo lắng vô cùng. Bác sĩ tư vấn giúp em là em nên làm gì để nguy cơ đó không xảy ra? Rất cảm ơn câu hỏi của Nguyên. Thì cái nguy cơ tiền sản giật, nói tiền sản giật có thể các bạn có bạn biết, cũng có bạn chưa biết nó là cái gì. Thì thật sự tiền sản giật là một chuyện rất đáng sợ đối với thai kỳ. Nó gồm có những cái triệu chứng là như cao huyết áp, phù, tiểu đạm, tức là tổn thương thận, nặng nữa là tổn thương gan, rồi rối loạn đông máu luôn các bạn. Vô hội chứng heo là gần như là đi cửa sau khá là nhiều. Đó. Cho nên ai cũng sợ chuyện này, tiền sản giật là rất là sợ. Thì cái chuyện mà bạn có nguy cơ hay không, thì thật ra ở Phương Châu áp dụng cái chuyện mà cái nghiên cứu APRI của FMF á, chúng tôi đánh giá cái nguy cơ tiền sản giật của các bạn rất là sớm luôn, là từ lúc mà các bạn khám thai ở 12 tuần là chúng tôi đã đánh giá cái này rồi, trong đó có thêm cái xét nghiệm BlGF đó, để mình tính cái nguy cơ tiền sản giật cho các bạn. Để làm gì? Theo nghiên cứu APRI đó, nếu các bạn có nguy cơ tiền sản giật cao là chúng tôi sẽ cho điều trị dự phòng ngay từ lúc 12 tuần luôn, và chuyện dự phòng này kéo dài tới 36 tuần luôn. Đó. Thì như vậy khi các bạn có điều trị dự phòng thì nó giảm cái nguy cơ các bạn vào tiền sản giật. Và nếu các bạn có vào tiền sản giật thì cái tỷ lệ bệnh nặng của các bạn cũng thấp hơn rất nhiều. Đó. Còn hiện tại thì cái bạn nói bạn có nguy cơ tiền sản giật ở tuổi 33 tuần thì tôi không biết là tình hình cụ thể của mình là mình hiện tại có đang có cao huyết áp hay không, bác sĩ có cho mình làm những cái xét nghiệm sinh hóa, kiểm tra chức năng gan thận của bạn hay không, axit uric rồi đó, nói chung là sẽ có một số những xét nghiệm để người ta đánh giá. Đó. Và là cái nghiên cứu riêng người ta cũng có thể đánh giá nguy cơ vào tiền sản giật của bạn trong vòng tuần. Thì cái này các bạn có thể trao đổi lại với cái bác sĩ khám thai của mình, hoặc là đến Phương Châu chúng tôi sẽ tầm soát cho các bạn ở giai đoạn này và cho mình một cái hướng cụ thể hơn. Xin cảm ơn. Dạ, Nguyên xin cảm ơn bác Chí Công và cảm ơn chị Nguyên. Dạ, hiện tại thì có một câu hỏi của chị Harry gửi cho bác, mong là bác Lá có thể giải đáp giúp chị. Đó là nội dung câu hỏi như sau. Em mới mang thai lần đầu, còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày dự sanh của em rồi. Em lo quá, em sợ đau lắm bác sĩ ơi. Và bác sĩ cho em hỏi là đau đẻ mình có thể uống thuốc giảm đau được hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của chị Harry, cảm ơn chị Bình Nguyên. Thực ra thì cái vấn đề này thì gặp rất là nhiều, đặc biệt là những cái thai phụ mà mang thai lần đầu. Tại vì thực sự người ta nói là khi là đẻ lúc nào thì cũng phải đau hết. Và người ta mô tả một cái cơn đau đẻ giống như là gãy mấy cái xương sườn. Thì thực sự nó là một cái cơn đau rất là nhiều. Nhưng mà khi đến với bệnh viện Phương Châu Sa Đéc thì các chị sẽ được có cái phương pháp là giảm đau sản khoa. Thì khi mà được giảm đau sản khoa thì các mẹ bầu sẽ nhẹ nhàng hơn trong cái việc theo dõi sanh. Và thấy là cái tỷ lệ mà khi được giảm đau sản khoa thì các mẹ bầu sẽ trải qua một cái cuộc sanh nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó sẽ an toàn hơn. Cảm ơn chị. Dạ, rồi Nguyên xin cảm ơn phần giải đáp của bác Lái dành cho chị Harry. Và hiện tại thì ban tổ chức cũng nhận thêm một câu hỏi của chị Yến Sơn. Chị cũng thắc mắc về cái vấn đề là chị đang gần sanh nhưng mà thấy nặng nề và đau lưng, tối ngủ không được, mà lịch khám thai định kỳ thì lại dày hơn. Chị hỏi là nếu có thể, bác sĩ cho em hỏi là có thể giảm bớt số lần khám thai được hay không ạ? Dạ, câu hỏi này em xin mời bác Công giải đáp cho chị Yến Xuân ạ. Rồi, cảm ơn Yến Xuân. Thì các bạn sẽ thấy sao mà trước cái giai đoạn mà 16, 28, 30 tuần nữa đó, thấy một tháng mình mới đi khám lần, lúc đó còn phơi phới mà tới 30 tuần nó thấy 2 tuần khám lần, sau 36 tuần là mỗi tuần khám lần rồi, trong khi bụng bộ thì nó nặng nề hơn, nó mệt muốn chết luôn. Mà đi đường xa từ Cà Mau lên Bắc lên đi khám mỗi tuần lần thì thật sự mà nói các bạn biết giai đoạn này bác sĩ mới thật sự lo. Ở giai đoạn này bên nhau vội hóa dần và cái chuyện trao đổi mẹ con càng lúc càng kém, và đặc biệt nữa là các bạn rất là mệt mỏi, cho nên các bạn ăn uống cũng kém đi, sức khỏe bạn xuống, và đặc biệt là cái chuyện có thể nước ối giảm xuống rất nhanh. Giai đoạn này bác sĩ rất quan tâm tới cái chuyện là các bạn theo dõi thai kỳ ở nhà như thế nào. Các bạn nếu khám thai ở Phương Châu, bạn sẽ được theo dõi, dặn dò theo dõi cái thai kỳ của mình, cái cử động thai ở nhà rất là kỹ, và cũng như là các cái dấu hiệu chỉ dạ là như thế nào rất là kỹ. Các bạn sẽ được tư vấn cái chuyện đó để các bạn phát hiện sớm những cái chuyện bất thường của thai kỳ, ví dụ như giảm cử động thai chẳng hạn, hoặc là cái chuyện mà cơn gò như thế nào là chuyển dạ, để mình đi cho nó kịp thời. Đó. Thì tại sao nó đi khám dày là như vậy đó, chứ cũng biết là các bạn rất là mệt mỏi, nhưng mà giai đoạn này rất có nhiều nguy cơ của thai kỳ. Đó. Cho nên là các bạn cũng cố gắng lên, thì cũng còn tháng nữa xong rồi, vài lần khám nữa là cũng chúng ta đón một thiên thần của mình rồi. Xin cảm ơn. Dạ, Huy xin cảm ơn bác Công, cảm ơn chị Yến Xuân. Và hiện tại thì mình cũng có nhận được một câu hỏi của chị Duyên với nội dung như sau. Là bác sĩ cho em hỏi khi sanh giảm đau sản khoa tại bệnh viện Phương Châu thì có nguy cơ gì hay không? Và khi mà mình làm giảm đau cơn gò khi chuyển dạ thì có gây đau lưng hay không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ. Dạ. Về phần câu hỏi của chị Duyên thì em nhờ bác Lá giải đáp cho chị Duyên ạ. Cảm ơn chị Duyên. Câu hỏi này cũng rất là thường gặp. Tại vì khi mà làm giảm đau sản khoa thì các mẹ bầu sẽ được bác sĩ gây mê hồi sức tư vấn và gia đình để mình làm. Thì các mẹ bầu hay lo lắng là khi mình làm giảm đau sản khoa mình tiêm một cái mũi thuốc vô trong cái cột sống của mình, vậy thì sau này có gây đau lưng hay không? Thì thực trạng cho thấy là hiện tại là có rất là nhiều mẹ bầu khi mà sanh ở bệnh viện Phương Châu Sa Đéc, thì sau khi mà cái giai đoạn hậu sản và đi tái khám lại thì chúng tôi cũng đã hỏi, thì các mẹ bầu nói là chỉ đau thỉnh thoảng mấy ngày đầu thôi, nhưng mà sau đó các triệu chứng đau này nó sẽ giảm dần và nó sẽ không có gây ảnh hưởng gì hết. Cái thứ hai nữa là một số mẹ bầu thì có tác dụng phụ sau khi mình sanh bằng cái phương pháp giảm đau sản khoa, thì có những cái tác dụng thoáng qua như là nhức đầu, chóng mặt, nhưng mà sau đó các triệu chứng này dần dần cải thiện và qua giai đoạn hậu sản thì không còn thấy các dấu hiệu này nữa. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, Nguyên xin cảm ơn bác Lá và cảm ơn câu hỏi của chị. Dạ, sau đây thì Nguyên xin phép là chuyển sang câu hỏi tiếp theo của chị Mimi với nội dung như sau. Là cho em hỏi bên mình trước khi sinh thường hoặc là sinh mổ thì bên mình có kiểm tra dị ứng thuốc tê hay không, thuốc tê, thuốc mê hay là thuốc giảm đau hay không, và nếu có thì thường kiểm tra khi nào ạ? Dạ, đối với câu hỏi này em xin mời bác Công sẽ giải đáp cho chị ạ. Cảm ơn câu hỏi của em. Thì ở bệnh viện Phương Châu á, có một cái quy trình là gì? Các bạn kiểm tra cái tiền sử dị ứng của bệnh nhân rất là kỹ. Ngay cả các bạn đi khám thai thôi, khi bác sĩ cho thuốc các bạn thì cái này trên phần mềm theo tiêu chuẩn của GCI là chúng tôi đều kiểm tra hết. Bác sĩ sẽ hỏi là ở nhà em đã từng có dị ứng với thuốc gì chưa, và chuyện này sẽ được ghi nhận và nó chuyển xuống dược lâm sàng của chúng tôi để chúng tôi kiểm soát tất cả chuyện này. Nếu các bạn có tiền sử về dị ứng thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải tránh nó và tìm thuốc thay thế. Còn cái chuyện mà dị ứng với thuốc mê, thuốc tê thì chắc chắn là người ta sẽ có những cái quy trình rất là chặt để người ta dự phòng chuyện này, các bạn đừng có lo. Thì sẵn nói về cái thuốc giảm đau, thuốc tê á, thì hồi nãy 2-3 câu hỏi nói về cái chuyện giảm đau thì các bạn có khá nhiều cái lo lắng. Các bạn nên biết vậy nè, giống như chúng ta đi nhổ răng vậy thôi. Người ta đi làm giảm đau là chích thuốc tê đó các bạn. Thì thuốc tê nó có tác dụng của một thời gian rất là ngắn thôi, và nó bán quỹ rất là ngắn. Giảm đau sản khoa là người ta đặt một cái catheter, tức là một cái ống nhựa vào trong cái khoang ngoài màng cứng, và người ta bơm thuốc tê liên tục qua cái khoang vô cái ống đó, để người ta điều chỉnh theo cái ngưỡng đau của mỗi người. Thì tùy theo ngưỡng đau của mỗi người, tại vì có nhiều bạn sẽ hỏi gì nè, ủa vậy chích giảm đau là chích vô gần lát nữa, thí dụ lát nữa 2 tiếng nữa sanh thì không nói gì 10 tiếng sau mới sanh thì sao? Không, các bạn nên hiểu biết đó là một cái ống catheter đặt vô và người ta bơm thuốc tê liên tục cho tới lúc các bạn sanh rồi và người ta mới rút cái catheter đó đi, và người ta điều chỉnh được cái lượng thuốc tùy theo cái ngưỡng đau của mỗi người. Đó. Thì có người chảy có 20 ml/giờ nó hết đau rồi, có người chảy tới liều 10 ml/giờ mới hết đau, tùy theo ngưỡng. Đó. Cho nên các bạn sẽ rất là an tâm cho những chuyện là mình làm như vậy đó thì nó hết đau không? Đó. Thư giãn tuyệt vời luôn các bạn. Thật sự tôi là bác sĩ sản và tôi rất thích chuyện này. Thai phụ của tôi giảm đau xong rồi sao không? Người ta được nghỉ ngơi, người ta được thư giãn, và cái chuyện này rất quan trọng đối với cái chuyện mà của cuộc sanh. Tại vì khi mà các bạn nghỉ ngơi như vậy đó thì các bạn còn sức. Còn các bạn cứ tưởng tượng hồi xưa lúc thời tôi đi học chưa giảm đau sản khoa đó, thai phụ mà vật vã đau tới nỗi chửi chồng chửi con chửi luôn bác sĩ đó ha, thì thì như vậy đó các bạn sẽ thấy sao vật vã cả đêm thì tới sáng, đừng nói gì tới mỗi thai phụ mang bầu mệt mỏi, mỗi thằng thanh niên như mình còn chết nữa chứ đừng nói chi sức không có để mà rặn nữa. Còn khi mà giảm đau rồi các bạn thư giãn tuyệt đối luôn, thậm chí là ngủ được luôn, giống vợ tôi 2 lần đều giảm đau hết rồi, được ngủ được luôn. Thì như vậy tới lúc rặn sản phụ còn sức, và cái chuyện còn sức trong cuộc rặn rất quan trọng. Còn cái chuyện mà giảm đau như vậy có ảnh hưởng tới đau lưng sau này không? Thì xin thưa với các bạn là tất cả các thai phụ sau khi sanh đều sẽ đau lưng. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta mang bầu, cái cột sống của chúng ta bị ưỡn ra phía trước, nó đi theo cái tử cung, nó ưỡn ra phía trước cả 5 lần bệnh đó. Và cái hệ thống reticular nó tiết ra làm giãn hết trơn hệ thống dây chằng của cột sống đó. Cho nên sau khi các bạn mà đẻ xong thì cái cột sống nó bật ngược trở lại một cách đột ngột mà, và ai cũng sẽ đau lưng hết. Còn chuyện gây tê có phải đau lưng nó vô gây tê không? Xin thưa các bạn là không có gây tê cũng đau lưng nha. Không tin về hỏi mẹ mình, bà ngoại mình đi, thời đó có ai đẻ có giảm đau đâu, giờ có đau không? Cũng đau thôi nha. Cho nên cái chuyện đó các bạn đừng lo, giống như các bạn đi nhổ răng vậy thôi, chứ thuốc tê vô hồi nó cũng hết tê ha. Cái mình rút kim ra xong là nó bán hủy hết rồi. Cho nên bạn không có cần lo là cái thuốc tê này để lại dự hậu tới lúc mình già hay không. Xin cảm ơn. Dạ, mình xin cảm ơn bác Công. Dạ, hiện tại thì ban tổ chức cũng nhận được tiếp theo câu hỏi của chị Hari là với nội dung như sau: em có thấy bác sĩ trình bày quá trình chuyển dạ sanh theo từng giai đoạn. Nếu như chờ lâu quá mà em sinh không được thì em có thể dùng thuốc để kích thích sinh cho mau đẻ ra hay không? Dạ, đối với câu hỏi này thì em xin mời bác Lá sẽ tiếp tục giải đáp cho chị Hari ạ. Cảm ơn chị Bình Nguyên, cảm ơn chị Hari. Thì thực sự khi mà vào bệnh viện, nếu như một cái người thai phụ hoặc là gia đình khi mà thấy sản phụ mà theo dõi sanh quá lâu thì sản phụ cũng như và gia đình rất là nóng ruột, hy vọng là sản phụ có thể sanh được nhanh. Thì tại bệnh viện Phương Châu Sa Đéc thì người ta sẽ chỉ định những cái thuốc mà kích thích sanh hay là gọi là thuốc dục sanh đúng theo chỉ định của y khoa. Và ở đây thì chúng tôi tuyệt đối là chúng tôi khi mà sử dụng thuốc thì chúng tôi đều có sử dụng theo dõi cái monitor liên tục. Điều này rất an toàn để mà theo dõi có những cái tình trạng mà thai suy hoặc là có xuất hiện những cái cơn gò tử cung cường tính như bong nha bong non. Từ đó thì giúp phát hiện sớm cũng như là xử trí sớm, tránh các cái tai biến của cái cũng như là những cái biến chứng của sử dụng thuốc tăng co. Thì ở đây bệnh viện Phương Châu thì sử dụng cái tiêu chí là an toàn cho người bệnh. Cái tiêu chí này sẽ giúp cho các sản phụ được sanh theo an toàn và nhanh chóng hơn. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn phần giải đáp của bác Lá cho chị Hari. Và hiện tại thì Nguyên xin phép chuyển sang nội dung câu hỏi tiếp theo của nội dung câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau là: lần trước em mang thai thì sinh hơi khó, đau đẻ 2 ngày mới sinh em bé được. Lần 2 này em sợ lại khó sinh như lần trước, thì mình có phương pháp nào giúp em sinh bé nhanh hơn hay không ạ? Dạ, đối với câu hỏi này thì em mong bác Chí Công sẽ giải đáp cho chị ạ. Rồi, cảm ơn em. Thì mỗi một cái thời kỳ nó sẽ có nó khác nhau, các bạn sẽ rất khó so sánh giữa thời kỳ lần này cũng như lần trước. Đặc biệt là các bạn lo lắng là cũng đúng, tại lần trước mình sẽ thấy 2 ngày đau quá mới đẻ được, thì lần đó các bạn lo lắng. Tuy nhiên là gì các bạn biết không, đối với thai kỳ con sò thường với chuyển dạ mất cả ngày vậy đó là chuyện bình thường. Còn con rạ thường nó sẽ kết thúc nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn so với cái thai kỳ lần đầu tiên. Thường với chuyển dạ lần 2 cái dài có thể 6 tới 12 tiếng là bạn sanh rồi, thậm chí là có thể là bạn sanh rất là nhanh luôn, do hệ thống dây chằng bên dưới nó giãn hết rồi so với cái lần đầu tiên á. Cho nên cái lần 2 thường đó, thông thường là bạn sẽ đỡ hơn, đỡ đau hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn chọn lựa Phương Châu nữa thì các bạn chứ cũng không cần phải lo lắng về chuyện đau đâu. Tại vì ở đây có rất nhiều cái kỹ thuật để là giúp các bạn thư giãn, giống như nãy tôi nói đó, từ cái chuyện mà ngồi bóng, ngâm chân, bấm huyệt, rồi các bạn hiểu rõ được, bạn được tư vấn hết về cái quá trình mình sanh nó sẽ diễn ra như thế nào, bạn hiểu rõ về nó, được đồng hành bởi người nhà, được nói chung là được chăm sóc theo đúng phương pháp. Và được ở đây có giảm đau sản khoa nữa thì các bạn sẽ thấy bạn sẽ trải qua cuộc sanh nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dạ, Nguyên xin cảm ơn phần phản hồi của bác Chí Công. Và hiện tại thì Nguyên có nhận thêm một câu hỏi của chị Thảo Ngân liên quan về phần sanh không đau. Đối với câu hỏi này thì Nguyên xin mời bác Lá sẽ giải đáp cho chị ạ. Nội dung câu hỏi như sau là: em nghe bạn em nói là đau đẻ rất là đáng sợ, và bác sĩ có thể cho em biết là đau đẻ có khó chịu lắm hay không? Và ở Phương Châu thì em nghe nói có sanh không đau thì nó sẽ như thế nào? Mong bác sĩ có thể giải đáp giúp em ạ. Cảm ơn câu hỏi của chị Thảo Ngân, cảm ơn chị Bình Nguyên. Thật sự nói mà cái cơn đau đẻ là một cái cơn đau mà có thể là một nỗi ám ảnh đối với một số phụ nữ khi mà họ trải qua cái cuộc sanh khi không có được giảm đau sản khoa. Thì thực trạng là chúng tôi thấy là có rất nhiều là thai phụ khi mà đến sanh thì người nhà cũng như là thai phụ nghĩ là mình sẽ không thể nào sanh thường được, không thể nào vượt qua được cái cơn đau đẻ. Nhưng mà sau khi được tư vấn thì cũng như là được sử dụng các phương pháp giống như là bác sĩ Công đã nói, như là massage hay là ngâm chân hoặc là bấm nguyệt, thì để mà trong quá trình theo dõi thai phụ sẽ được giảm đau, cũng như là cái việc mà giảm đau sản khoa sẽ giúp cho người thai phụ có thể là giảm được rất nhiều cái việc đau đẻ trong quá trình mà theo dõi sanh. Cùng với là ở Bệnh viện Phương Châu thì có cái việc là người nhà được đồng hành cùng sản phụ vô phòng sanh. Thì khi mà người nhà mà đứng kế bên thai phụ á, mình cùng nhau tâm sự này kia, thì những cái động tác đó thì giúp cho cái người thai phụ có được một cái tinh thần rất là tốt, cũng như là được quên đi cái cơn đau đẻ. Và chúng tôi quan sát thì thấy rất là nhiều thai phụ khi mà được người nhà đồng hành vào trong phòng sanh hoặc là phòng mổ thì những cái cơn đau đẻ gần như là nó vơi đi rất là nhiều. Và sau khi mà cái thai phụ được sanh xong thì được em bé tiếp xúc da kề da 90 phút đầu ở tại phòng sanh cũng như phòng mổ, thì khi mà mình nhìn thấy những đứa con của mình được khỏe mạnh thì cái sự giống như là cái cơn đau của người phụ nữ này, họ cảm giác là họ vơi đi rất là nhiều và gần như là không có đau đẻ nữa. Thì khi mà phỏng vấn những cái bà mẹ thì họ nói là họ khi mà sanh ở Phương Châu, ở đây được trải qua những cái dịch vụ như vậy thì họ cảm thấy cuộc sanh của họ rất là nhẹ nhàng và họ có ý muốn là sẽ tiếp tục sanh ở lần 2 hoặc là những cái lần sau nữa ở đây. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn bác sĩ Lá. Dạ, thì sau đây em xin phép là chuyển sang câu hỏi tiếp theo của chị Thanh Thùy với nội dung như sau là: dạ bác sĩ cho em hỏi, lần đầu em sinh mổ, vậy bao lâu thì em mới có thể sinh bé thứ hai? Và lần mang thai tiếp theo em rất muốn là sanh thường vì nghe nói vậy sẽ tốt cho con hơn, đúng hay không ạ? Dạ, đối với câu hỏi này em mời bác Chí Công sẽ giải đáp cho chị Thanh Thùy ạ. Rồi, cảm ơn Thùy. Thì nếu chúng ta sanh mổ, trước đây chúng ta sẽ nghe nói là 2 năm nữa mới được đẻ, và thậm chí là sanh mổ rồi chỉ sanh được có 2 đứa thôi. Thì thưa các bạn, là thật sự đối với một cái cuộc mổ rồi thì cái cơ tử cung của bạn khoảng 6 tháng sau đã lành tốt rồi. Tuy nhiên chúng tôi cũng không khuyến cáo là chuyện là chúng ta mang bầu sớm, thì cũng ít ra năm đầu tiên mình chăm sóc con nhỏ mà để sức khỏe mình phục hồi, cũng như là con cũng được 1 tuổi, sau khi nuôi con nuôi bằng sữa mẹ rồi nó ổn định đi thì chúng ta để bầu. Thì sau 1 năm thì các bạn có thể để lại được. Đó. Và cái chuyện lần trước mình đẻ mổ rồi thì lần này có sanh thường được hay không, thì xin thưa với các bạn là hoàn toàn có thể được nếu phù hợp, tức là cái thời kỳ đó phù hợp. Lúc bạn vô chỉ dạ là giai đoạn đó như thế nào, cái vết mổ mình có đau hay là không, rồi cái cuộc chỉ dạ này nó đang thuận lợi hay là không. Thậm chí là tôi, cái sản phụ của tôi để mổ 2 lần, con lần 3 còn để rớt dọc đường luôn, đi vô tới bệnh viện chưa kịp. Đó. Thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, và chúng ta nếu thuận lợi thì bác sĩ vẫn đẻ cho các bạn ở cái vết mổ cũ, chứ không phải là cứ lần trước mổ rồi lần này chắc chắn sẽ mổ. Đó. Tuy nhiên là nó phải có điều kiện, nó thỏa điều kiện và nó phù hợp thì mình mới sanh thường được bạn ha, chứ không phải là thôi em muốn sanh thường mà nó lại vướng những cái thử thách quá lớn thì thôi chúng ta không nên thử thách một vết một cũ. Dạ. Dạ, mình xin cảm ơn bác Chí Công. Dạ, hiện tại thì ban tổ chức cũng nhận được một câu hỏi nữa liên quan tới vấn đề là về sanh thường. Thì nội dung câu hỏi như sau là: bác cho em hỏi, vợ em dự sanh thường mà sợ là không có sức rặn sanh, có cách nào để cải thiện sức khỏe tốt hơn để rặn sanh được hay không ạ? Dạ, đối với câu hỏi này thì Nguyên xin mời bác Lá sẽ giải đáp cho anh Minh Kỳ ạ. Cảm ơn chị Huỳnh Nguyên, cảm ơn câu hỏi của anh Minh Kỳ. Thực ra câu hỏi của anh cũng là một câu hỏi mà gặp rất là nhiều thai phụ cũng như là gia đình thai phụ. Tại vì sợ khi mà cái người thai phụ đó cái sức yếu quá, không biết là có đủ sức để mà rặn sanh hay không. Thì thực tế thì chúng tôi thấy là ở khi mà đến sanh tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc thì có rất là nhiều thai phụ rất là yếu luôn, nhìn cơ thể rất là gọi là cái sức giống như là nhìn là không có sức rặn. Nhưng mà khi mà theo dõi sanh cùng với cái phương pháp là giảm đau sản khoa để giúp cho cái thai phụ có thể giảm đau thì là rất nhiều thai phụ đã trải qua được cuộc sanh của mình. Khi đó thì khi có mà giảm đau thì cái cơn đau nó sẽ không có nhiều, cùng với là sanh theo tiêu chuẩn Nhật Bản, tức là chúng tôi sẽ đợi khi nào mà cái thai lọt thấp xuống dưới thì bắt đầu mới cho thai phụ rặn. thì cái việc rặn ở đây thấy là các thai phụ rặn rất là nhẹ nhàng, giống như là thở của mình thôi chứ không có không phải dùng sức nhiều quá. Và khi mà ở trong phòng sanh á, thì các sản phụ sẽ được bác sĩ cũng như là các chị nữ hộ sinh đồng hành hướng dẫn cho mình là cách hít thở, cách rặn như thế nào là đúng để mà cái thai có thể ra một cách nhanh chóng và an toàn. Dạ, Nguyên xin cảm ơn phần giải đáp của bác Lá. Cho anh Minh Kỳ ạ. Dạ, hiện tại thì ban tổ chức cũng có thêm một câu hỏi từ chị Bảo Trâm với nội dung như sau là: dạ bác cho em hỏi là giữa sanh kiểu bình thường và sanh theo tiêu chuẩn Nhật thì khác nhau như thế nào? Dạ, đối với phần câu hỏi này thì em mời bác Chí Công có thể là giải đáp thêm cho chị Bảo Trâm ạ. Rồi, cảm ơn Bảo Trâm. Thì sanh theo tiêu chuẩn Nhật là sao? Là chúng tôi áp dụng vô tất cả các quy trình giống như nãy nói đó, là từ lúc các bạn đã vào cấp cứu là các bạn đã bắt đầu cái cuộc hành trình này rồi đó. Và tại sao? Ở Phương Châu các bạn sẽ được áp dụng những cái kỹ thuật của người Nhật và chúng tôi học được rất nhiều. Đó là gì? Các bạn sẽ hiểu rất rõ về cái quá trình mình đi sanh nó sẽ như thế nào, được tư vấn cụ thể. Mình hiểu rõ những cái gì mình sẽ trải qua. Rồi mình sẽ được trải qua những cái kỹ thuật về giảm đau. Nếu mà trước đây thì không có đâu các bạn. Chứ này như vậy là một số cái cơ sở y tế của Việt Nam mình hiện tại cũng đâu có đâu. Các bạn không thể nào được massage, được ngâm chân, bấm huyệt, được người nhà đồng hành. Thì tất cả những chuyện này làm gì? Làm giảm stress cho cái cuộc sanh của thai phụ. Và giảm stress là một cái chuyện rất quan trọng đối với chuyện mà các bạn phục hồi như thế nào sau đó. Đó, và các bạn biết khi mình hiểu rõ về nó và mình được người nhà đồng hành liên tục như vậy, các bạn rất là an tâm và các bạn rất là happy. Rồi khi mà bạn happy vậy thì mọi chuyện nó diễn ra nó sẽ suôn sẻ lắm và nó hồi phục sức khỏe sau đó rất là tốt. Thì đó là những điểm rất là khác biệt giữa cái chuyện mà sanh trước đây và cái khi chúng tôi áp dụng về những cái học hỏi từ cái chuyện mà đối tác Nhật Bản của chúng tôi. Dạ, Nguyên xin phản hồi. Nguyên xin cảm ơn phần phản hồi của bác Chí Công về phần sanh theo tiêu chuẩn Nhật và sanh thường cho chị Bảo Trâm ạ. Dạ, thì hiện tại phía ban tổ chức cũng nhận thêm được một câu hỏi nữa ạ. Dạ, nội dung câu hỏi như sau, đó là: bác sĩ ơi, em bị tiểu đường thai kỳ mà sắp tới ngày sanh rồi mà chỉ số đường không giảm. Bác sĩ cho em hỏi là gì có ảnh hưởng đến bé và quá trình sinh của em hay không? Dạ, câu hỏi này thì Nguyên xin mời bác Lá sẽ giải đáp cho chị Minh Minh ạ. Cảm ơn chị Bình Nguyên, cảm ơn chị Minh Minh. Thực ra thì đái tháo đường thai kỳ hiện nay là chúng ta gặp rất là nhiều, và những cái thai phụ mà có đái tháo đường thai kỳ thì được theo dõi rất là sát khi mà được khám thai tại bệnh viện Phương Châu. Thì không biết là chị Minh Minh khi mà mình bị đái tháo đường thai kỳ thì mình sẽ điều trị tiết chế hay là đang điều trị thuốc? Nếu như mà chị Minh Minh đái tháo đường thai kỳ điều trị tiết chế mà chỉ số đường huyết của mình hiện tại là không ổn định thì chị có thể đến bệnh viện để bác sĩ khám, xét nghiệm cùng với là tư vấn cái chế độ tiết chế cho mình phù hợp. Nếu như sau khi mà mình tiết chế phù hợp rồi mà cái chỉ số đường huyết của mình vẫn không có đạt mục tiêu thì bác sĩ của Bệnh viện Phương Châu sẽ chỉ định cho chị là chuyển qua khám các bác sĩ chuyên khoa nội tiết, để từ đó các bác sĩ chuyên khoa nội tiết sẽ có một cái kế hoạch điều trị cho chị. Nếu như khi mà mình đã điều trị cái thuốc mà cái đường huyết của mình vẫn không ổn định thì lúc đó chị có thể là nhập viện để bác sĩ người ta điều chỉnh cho mình và theo dõi sát cái tình trạng thai. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn bác Lá và cảm ơn câu hỏi của chị Minh Minh. Dạ, hiện tại thì mình có thêm một câu hỏi nữa liên quan về vấn đề là thay đổi chức năng tuyến giáp trong thai kỳ. Thì câu hỏi này của chị Phúc An với nội dung như sau là: em bị thay đổi chức năng tuyến giáp trong tuần thai thứ 12 thì có đăng ký theo dõi thai và sinh theo tiêu chuẩn Nhật ở Phương Châu được hay không? Dạ, câu hỏi này thì em xin mời bác Công sẽ giải đáp cho chị Phúc An ạ. Rồi, cảm ơn Phúc An. Thì thật ra cái chuyện mà cường giáp thai kỳ là cường giáp sinh lý thì nó cũng diễn ra rất là thường xuyên, và tại sao chúng tôi tầm soát cái chuyện này là một cách thường quy ở những cái bạn mà khám thai ở Phương Châu, thì cái cường giáp cũng là một cái để chúng ta phải nhắm tới. Tuy nhiên là khi các bạn có gọi là cường giáp của sinh lý thai kỳ á, thì nó không có phải là vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Đó, chúng ta chỉ theo dõi thôi. Đó, nó sinh lý mà. Và bạn hoàn toàn đăng ký sanh theo tiêu chuẩn Nhật ở Phương Châu được bạn ha. Kể cả các bạn có cường giáp mà cần phải điều chỉnh đi chăng nữa thì chúng tôi cũng có những cái bác sĩ về nội tiết sẽ giúp chúng ta điều chỉnh về cái chuyện mà nồng độ nội tiết của tuyến giáp trong thai kỳ. cho nên các bạn an tâm nha. Ở đây tôi đã từng theo dõi rất nhiều ca trường hợp người ta đã từng là ung thư tuyến giáp, người ta cắt hết tuyến giáp, người vô đây người ta thiếu hormone tuyến giáp cũng có, rồi basado là cường giáp, người ta đang mang bầu người ta vẫn khám thai tại Phương Châu cũng có. Nên mình sẽ điều chỉnh, nhờ bác sĩ nội tiết người ta điều chỉnh lại cái nội tiết cho các bạn, thì mọi chuyện nó sẽ diễn ra nó ổn thôi. Quan trọng là chúng ta nhận định được nó và chúng ta không thả nổi nó, là mọi chuyện nó sẽ trở lại bình thường thôi, bạn đừng lo lắng quá. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, Nguyên xin cảm ơn bác Chí Công. Vậy là chị Phúc An mình có thể an tâm hơn là mình dù có thay đổi chức năng tuyến giáp thì mình vẫn có thể là trải nghiệm được hành trình xanh theo tiêu chuẩn Nhật tại Phương Châu chị nha. Dạ, và tiếp theo thì em cũng có nhận được một câu hỏi từ chị Phụng với nội dung như sau. Là em thì sợ đau lắm, em thấy bệnh viện Phương Châu có dùng phương pháp là giảm đau. Vậy em hỏi thì khi đau bụng là được dùng giảm đau liền đúng hay không ạ? Dạ, đối với câu hỏi này thì Nguyên xin mời bác Lá sẽ giải đáp cho chị Phụng ạ. Cảm ơn câu hỏi của chị Phụng. Thực ra giảm đau thì có rất là nhiều phương pháp. Giống như là bác sĩ Công chia sẻ, nếu như mà thai phụ đi đến khám tại hệ thống bệnh viện Phương Châu, khi mà bắt đầu có cuộc chuyển dạ mà giai đoạn tìm thòi đó, tức là cổ tử cung của mình lúc đó là mở chưa được khoảng dưới 3 cm, thì các thai phụ sẽ được các chị hữu hộ sinh đồng hành, tức là mình sẽ áp dụng những cái phương pháp ví dụ như là ngồi bóng nè, massage nè, bấm nguyệt để làm xoa dịu cái cơn đau. Và khi mà cổ tử cung của mình được từ 3 cm trở lên thì lúc đó các chị có thể làm giảm đau bằng phương pháp là giảm đau sản khoa. Cảm ơn. Dạ, Nguyên xin cảm ơn phần giải đáp của bác Lá cho chị Phụng ạ. Dạ, hiện tại thì ban tổ chức cũng có nhận được một câu hỏi của một anh quan tâm đến vợ của mình. Câu hỏi như sau là: vợ em thì mang thai lần đầu, em xem trên mạng thấy bên Phương Châu lúc vô sanh thì mình được tập bóng, ngâm chân, thảo dược giảm đau. Vậy là không biết hiện tại bệnh viện còn thực hiện cái dịch vụ này hay không ạ? Dạ, đối với câu hỏi này thì em mời bác Công giải đáp cho anh Lê Hoàng ạ. Rất là tuyệt vời. Tôi rất thích mấy ông chồng vậy, tham gia những lớp học tiền sản hoặc là tham gia những fanpage như vậy, chương trình vậy, thì các bạn rõ ràng là có một mối quan tâm rất lớn tới thai kỳ của vợ, thì chuyện này rất quan trọng. Thì tất cả những cái bạn đang hỏi hồi nãy đó là ngâm chân, bấm huyệt rồi này kia đó, ở Phương Châu còn duy trì không? Chuyện này chúng tôi vẫn đang duy trì, và thực sự chỉ là còn làm tốt hơn trước đây, tức là chúng ta rút tỉa những kinh nghiệm và càng làm cho nó hoàn thiện hơn đó. Cho nên các bạn an tâm là mình vẫn còn thực hiện chuyện này nha. Chắc là hỏi vậy là chắc lần trước đã từng đẻ ở đây một lần được không? Lần này mời bạn trải nghiệm lại thì sẽ thấy cái chuyện là tôi nói nó tốt hơn. Dạ, Nguyên xin cảm ơn bác Chí Công và anh Lê Hoàng. Nếu như mà lần này chị mình có em bé thì anh Hoàng hãy cứ đưa chị đến Phương Châu để trải nghiệm dịch vụ cái hành trình xanh theo tiêu chuẩn Nhật tại Phương Châu, anh Lê Hoàng nha. Dạ, và hiện tại thì em cũng nhận được một câu hỏi của một khán giả với nội dung như sau là: dạ chào bác sĩ, em mới lần đầu làm cha, cũng là một anh trai ạ. Vợ em sắp sinh rồi, em có mua gói xanh tại Phương Châu luôn nè, em thấy bỡ ngỡ lắm, vậy em phải chuẩn bị gì để có thể đồng hành hỗ trợ cho vợ em đi xanh ạ? Dạ, đối với câu hỏi này thì em vẫn tiếp tục sẽ mời bác Chí Công sẽ giải đáp cho anh Trường Di ạ. Trường Di, anh cảm ơn Trường Di. Một ông chồng hỏi câu hỏi rất là dễ thương, lần đầu làm ba phải không? Bạn những chuỗi ngày cực khổ sẽ bắt đầu tới, nhưng mà rất là happy ha, mình có con là happy lắm. Rồi thì bạn đang băn khoăn là mình chuẩn bị gì? Thì khi mà nếu mà tôi khám thai tôi rất mong là chuyện là gì? Có một ông xã đi theo bà vợ. Và khi các bạn vô khám thai á, các bạn sẽ, tôi luôn mời ông xã, nếu mà tôi hỏi bà vợ là có ông xã đi theo không? Để làm gì không? Nghe tư vấn. Nghe tư vấn, các bạn sẽ nghe được tư vấn hết từ cái quá trình ở nhà mình theo dõi như thế nào để mình cùng nhau giúp vợ mình. Rồi chuẩn bị cái gì thì cái này ở Phương Châu có rất nhiều khâu để có thể là gọi là tư vấn cho bạn chuẩn bị cái gì. Từ các bạn chăm sóc khách hàng, các bạn cũng sẽ biết là khi anh đi xanh ở Phương Châu anh chuẩn bị cái gì, từ giấy tờ các liên quan, sổ khám thai, chứng minh thư gì đó, bảo hiểm đồ này kia, thì các bạn tư vấn hết cho các bạn. Đó, và thậm chí ở tại Phương Châu sẽ diễn ra cái gì, phòng nằm như thế nào, các bạn có cần chuẩn bị đồ đạc nhiều hay không, thì ở đây các bạn chăm sóc khách hàng được, các bạn chăm sóc khách hàng đó, dẫn các bạn đi tham quan luôn. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ trải qua ở đây như thế nào, và các bạn sẽ biết mình được chuẩn bị cái gì. Đó, tất cả các cái khâu đều có thể giúp bạn, từ bác sĩ tới nữ hộ sinh cho tới các bạn chăm sóc khách hàng ở ngoài sảnh đều có thể tư vấn giúp bạn ở chỗ này. Đó, xin cảm ơn. Dạ, Nguyên xin cảm ơn bác Chí Công và cảm ơn câu hỏi của anh Trường Di. Và nếu như lần này thì anh Trường Di có thể cùng với chị đến Phương Châu để được các bạn hỗ trợ, chúng ta có thể tham quan phòng nội trú nè, cũng như là được các bạn tư vấn kỹ hơn về hành trình này cho chúng ta. Dạ, và tiếp theo thì em cũng có nhận được một câu hỏi từ anh Đỗ Mạnh. Dạ, anh cũng là một anh trai quan tâm đến vợ của mình đây ạ. Dạ, câu hỏi có nội dung như sau là em muốn hỏi là khi vợ đang mang thai có bị nhân sơ tử cung, vậy khi mổ bắt em bé ra thì có cần can thiệp gì với bệnh lý đó hay không, và nếu không can thiệp thì bệnh lý đó có ảnh hưởng như thế nào đến người phụ nữ ạ? Dạ, đối với câu hỏi này thì Nguyên xin mời bác Lá sẽ giải đáp cho anh Đỗ Mạnh ạ. Dạ, cảm ơn chị Bình Nguyên, cảm ơn anh Mạnh đã đặt một câu hỏi. Thực ra thì cái thai kỳ mà có nhân sơ tử cung cũng gặp rất là phổ biến. Tuy nhiên nếu như mà cái cuộc sanh của mình có thể có chỉ định là sanh thường thì các mẹ bầu là nên là sanh thường, rồi sau đó khi mà cái thời gian hậu sản, tức là sau 6 tuần ổn định thì mình sẽ đi khám và kiểm tra lại cái nhân sơ. Thông thường khi mà mang bầu thì do nội tiết của thai kỳ có thể là làm cái nhân sơ này nó có thể nó to lên. Tuy nhiên sau khi mà cái cuộc vượt cạn thành công an toàn thì cái nhân sơ này đa phần nó sẽ nhỏ lại. Và nếu như mà cái trong quá trình sanh của mình mà có chỉ định phải phẫu thuật lấy thai thì khi mà phẫu thuật lấy thai thì tùy theo cái vị trí cũng như là kích thước của nhân sơ. Nếu như mà cái nhân sơ đó nằm ở cái vị trí mà nó không cản trở vì gì so với cái đường mổ thì đa phần là bác sĩ sẽ không có can thiệp trên cái nhân sơ. Tại vì khi mà mình sanh mổ thì cái cuộc mổ của mình nó đã mất máu, và khi mà những cái nhân sơ như vậy khi mà mình can thiệp mình có thể bóc thì làm cho cái lượng máu mất nó sẽ nhiều hơn. Bác sĩ sẽ cân nhắc nếu như mà đứng trước một cuộc mổ mà cái nhân sơ này mà nó làm tương lai của cái thai phụ này nó bị ảnh hưởng, hoặc là cái cuộc mổ nó có cái nhân sơ nó khó khăn thì bác sĩ có thể tư vấn bóc. Nhưng mà đa phần là người ta sẽ không có bóc cái nhân sơ và đợi cho cái thời kỳ hậu sản nó ổn định và người ta sẽ kiểm tra lại cái nhân sơ này nó như thay đổi như thế nào. Dạ, Nguyên xin cảm ơn bác Bá và cảm ơn câu hỏi của anh Đỗ Mạnh. Dạ, hiện tại thì ban tổ chức cũng nhận được một câu hỏi của một khán giả giấu tên. Anh hỏi như, chị hỏi như sau là em nghe nói sanh mổ xong thì hết thuốc tê sẽ đau dữ lắm, không biết là có đúng hay không, em rất là sợ. Dạ, đối với phần câu hỏi này thì em mong em mời bác Chí Công sẽ giải đáp cho chị ạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Thì thật ra sanh mổ luôn luôn mấy bạn sợ là sao mổ nó đau nhiều hay không. Thì ở Phương Châu nó áp dụng vô, hồi nãy tôi nói đó, áp dụng iRAS từ ban đầu luôn. Thì các bạn hiểu rõ về cái chuyện mà cuộc mổ chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Đó, đặc biệt là ở Phương Châu có thêm một cái dịch vụ nữa là người nhà vô phòng mổ với các bạn luôn nếu muốn. Tức là ông xã có thể đồng hành chung với mình luôn. Thì khi các bạn an tâm như vậy trong cái cuộc mổ các bạn không stress. Đó. Và thêm điều đặc biệt nữa là khi các bạn mổ thì ở trong phòng mổ á, các bác sĩ bên gây mê hồi sức người ta áp dụng những cái quy trình về giảm đau rất là tốt. Cái thuốc tê đó có thể giảm đau cho bạn tới 24 giờ sau sanh luôn, sau mổ luôn á. Và sau đó nữa thì sao? Tôi thấy là sau đó rồi thì một ngày thôi thai phụ của tôi là có thể đi coi tấm bé rồi được sinh hoạt bình thường các bạn. Cho nên là ở tại Phương Châu khi mà có áp dụng iRAS rồi các bạn sẽ thấy hồi phục rất là nhanh. Đó. Thì các bạn không cần phải lo lắng về chuyện đau sau mổ nữa các bạn. Đó. Dạ, em xin cảm ơn bác Chí Công. Và hiện tại thì mình cũng có nhận tiếp một câu hỏi là chị bầu quan tâm là bầu mà bị đau mắt đỏ thì có ảnh hưởng đến bé hay không? Dạ, đối với câu hỏi này thì Nguyên xin mời bác Lá sẽ giải đáp cho chị ạ. Cảm ơn câu hỏi của chị. Hiện nay thì trong mấy tháng gần đây thì cái dịch đau mắt đỏ là một cái dịch bệnh đang rất là phổ biến ở các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó thì Đồng Tháp là một cái tỉnh mà cũng có dịch bệnh đang xảy ra. Thì nếu như mẹ bầu mà có bị đau mắt đỏ thì các mẹ bầu nên đi đến các bác sĩ chuyên khoa để khám và điều trị. Thì khi mà khám và điều trị thì các bác sĩ chuyên khoa người ta sẽ lựa chọn những cái phương pháp nào mà ít ảnh hưởng đến thai nhất để làm sao giúp cho bà bầu có thể khỏe cũng như là em bé có thể phát triển tốt được ạ. Cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn câu trả lời của bác Lá. Dạ hiện tại thì mình cũng nhận thêm được một câu hỏi có nội dung như sau. Là em mang thai đến tuần 32 thì hiện tại em đang bị viêm âm đạo. Nếu đến khi sinh em không khỏi thì có ảnh hưởng đến bé hay không? Và câu hỏi này thì Nguyên xin mời bác sĩ Chí Công sẽ giải đáp cho chị ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thật sự quá trình mang thai, cái tình trạng viêm âm đạo là một tình trạng nó cũng tương đối là nghiêm trọng đối với thai kỳ. Nếu mà chúng ta không phát hiện tốt cái viêm âm đạo, thì ở Phương Châu chúng tôi là có mấy cái nhịp là thường quy là gì, là mình kiểm tra cái âm đạo của mình có bị viêm hay không. Tại sao tôi nói nó nghiêm trọng? Khi mà các bạn viêm âm đạo mà các bạn xử trí không tốt thì nếu nó lâu dài nó có thể viêm vô tới màng ối, gây vỡ ối và gây sanh non. Đó, cho nên là trong quá trình khám thai chúng tôi thường hay hỏi thai phụ và thậm chí là kiểm tra âm đạo luôn coi các bạn có viêm âm đạo hay không, để mình đưa ra một cái điều trị nó cho nó hợp lý. Thì khi bản thân cái viêm âm đạo nó gây sanh non nhiều lắm. Đó, nếu các bạn tầm soát không tốt. Và ở Phương Châu từ khoảng 34 tới 37 tuần chúng tôi luôn gọi là cấy thường quy luôn. Chúng tôi kiểm tra cái dịch âm đạo, đồng thời là cấy CBS, kiểm tra con mẹ có nhiễm cái con Streptococcus hay không, để chuẩn bị cho cái cuộc sanh sắp tới sau đó. Đó, ví dụ như bạn có nhiễm con Strepto thì người ta phải có kế hoạch dự phòng cho con khi nhiễm trùng sơ sinh đó. Thì người ta sẽ chích kháng sinh sớm khi bạn vô chuyển dạ. Đó, thì cái này là ở Phương Châu làm thường quy luôn bạn. Và nó rất là quan trọng đối với thai kỳ nha. Nếu các bạn thấy quý trắng mình bất thường thì cứ nói với bác sĩ khám thai của mình, để từ đó bác sĩ sẽ có một cái động thái cho nó thích hợp để giảm cái nguy cơ sanh non cho các bạn. Dạ, Nguyên xin cảm ơn phần giải đáp của bác Chí Công. Và quý vị thân mến, thì hiện tại do thời lượng chương trình có hạn nhưng mà số lượng câu hỏi vẫn còn. Và nếu như quý gia đình nào mà chúng ta chưa được giải đáp cũng như có những đóng góp dành cho chương trình thì mong là quý gia đình, quý khán giả chúng ta hãy inbox vào fanpage của bệnh viện. Và trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Nguyên xin mời bác Công và bác sĩ Lá có đôi lời nhắn nhủ dành cho quý khán giả. Và trước tiên thì Nguyên xin mời bác sĩ Chí Công ạ. Cảm ơn Nguyên. Thì một cái thai kỳ để đón một thiên thần nó rất là happy các bạn, đúng không? Mình đón thiên thần mà, nhưng mà nó cũng luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ của nó. Nếu mà cái thai kỳ chúng ta mà không phát hiện được những cái bất thường, cũng như là chúng ta nếu không trao đổi tốt về hai chiều giữa bác sĩ và giữa cái thai phụ, thì như vậy chúng ta đôi khi đưa ra những cái quyết định nó không có phù hợp. Đó, ví dụ như lựa chọn cái chỗ sanh như thế nào cho nó an toàn cho thai kỳ của mình. Thì cái chuyện này trong quá trình khám thai tôi mong là các bạn sẽ trao đổi trực tiếp với bác sĩ. Còn ở tại Phương Châu chúng tôi luôn mong là dịch vụ mình tốt hơn để phục vụ cho các bạn tốt hơn, để mà thai kỳ mình an toàn hơn, cũng như sau đó chúng ta đón một thiên thần mà nó khỏe mạnh và nó an toàn. Cái chỉ tiêu chí an toàn đối với chúng tôi là rất quan trọng. Xin chúc các bạn là tham gia fanpage bữa nay là những cái bà bầu thì sẽ có một thai kỳ an toàn và sẽ đón một cái thiên thần khỏe mạnh. Xin cảm ơn. Dạ, Nguyên xin cảm ơn. Đó là nhắn nhủ của bác Chí Công, và Nguyên xin mời tiếp theo là lời nhắn nhủ của bác Lá dành cho quý khán giả xem đài ngày hôm nay ạ. Những cái nhắn nhủ thực ra thì bác sĩ Công cũng nói rất là nhiều, không biết là bác sĩ Lá nói cái gì bây giờ. Thì thời lượng của chương trình cũng ngắn nên là bác sĩ Lá sẽ nói ngắn gọn. Tức là cái việc mang thai và sanh con đó là một cái thiên chức của người phụ nữ. Và bác sĩ Lá xin chúc cho các chị em phụ nữ đã, đang và chuẩn bị làm mẹ sẽ có một cái hành trình khám thai và sanh được an toàn, được khỏe mạnh, cũng như là mình sẽ chọn những cái nơi sanh mà uy tín, chất lượng để cho cái cuộc vượt cạn của mình nó nhẹ nhàng hơn và nó sẽ diễn ra một cách suôn sẻ hơn. Dạ, Nguyên xin cảm ơn bác Chí Công và bác sĩ Lá ạ. Dạ, và thay mặt cho những người làm chương trình ngày hôm nay thì Bình Nguyên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khán giả vì đã sắp xếp và dành thời gian tham dự. Dạ, hương chúc cho cả nhà chúng ta có một đêm ngon giấc. Phương Châu xin cảm ơn và hẹn gặp lại.